ngày 17 tháng 11, kính thánh Elizabeth Hungary. Vị công chúa của nước Hungary này sinh năm 1207. Công chúa kết hôn với Louis, cai trị miền Thuringia, đang khi còn rất trẻ. Elizabeth là cô dâu xinh đẹp rất mực yêu thương người chồng điển trai của mình. Louis cũng đáp lại mối tình của Elizabeth với trọn cả trái tim. Thiên Chúa đã ban cho đôi vợ chồng vương giả này tất cả ba người con, và họ sống hạnh phúc bên nhau suốt 6 năm. Sau đó, thánh nữ Elizabeth phải chịu nhiều đau khổ. Khi Louis qua đời vì căn bệnh dịch hạch, Elizabeth quá đau đớn đến nỗi phải thốt lên: "Thế giới đối với tôi giờ như đã chết, và tất cả mọi niềm vui thú trong đó cũng tiêu tan." Những người bà con của Louis không có cảm tình với Elizabeth vì thánh nữ đã bố thí cho những người nghèo khổ quá nhiều. Khi Louis còn sống, họ không thể gây ra bất cứ phiền toái gì cho Elizabeth. Tuy nhiên, lúc này họ đã có thể và họ đã thực hiện. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng công chúa xinh đẹp, hiền lành cùng với ba đứa con đã bị đuổi ra khỏi lâu đài. Họ phải chịu lạnh lẽo và đói khát. Tuy vậy, Elizabeth không hề phàn nàn về những đau khổ khủng khiếp này. Thay vào đó, thánh nữ đã chúc tụng Thiên Chúa và cầu nguyện hết sức thiết tha. Elizabeth chấp nhận những đau khổ cũng y như Ngài chấp nhận những niềm vui vậy. Những người thân yêu của Elizabeth đã đến cứu giúp Ngài. Elizabeth và con cái của thánh nữ một lần nữa lại có nhà để ở. Người cậu của Elizabeth muốn Ngài tái hôn. Lý do Elizabeth còn quá trẻ và hấp dẫn, nhưng thánh nữ đã quyết định dâng mình cho Thiên Chúa. Elizabeth muốn bắt chước gương sống nghèo khó của thánh Francisco Assisi, và Ngài xin gia nhập dòng ba Francisco. Elizabeth đến sống trong một túp lều nghèo nàn, và Ngài đã dùng vài năm cuối đời để phục vụ những người đau yếu và nghèo khổ. Thậm chí, thánh nữ Elizabeth đã đi câu cá để kiếm thêm tiền cho những người nghèo. Elizabeth qua đời khi mới được 20 xuân xanh. Trên giường bệnh, người ta đã nghe Elizabeth dịu dàng ngâm nga những khúc hát. Thánh nữ tin tưởng cách mạnh liệt rằng Chúa Giêsu sẽ đến đem thánh nữ về với Ngài. Elizabeth Hungary về trời vào năm 1231. Ngài được tôn phong hiện thánh năm 1235. Elizabeth Hungary là nữ thánh bộ mạng của hội dòng ba Francisco. Thánh nữ Elizabeth Hungary là một kiểu mẫu về tình yêu gia đình. Các người làm chồng, làm vợ, làm con đều có thể học hỏi nơi thánh nữ để biết rằng nếu thật lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ có một câu chuyện thật đẹp về lòng yêu thương đối với các thành viên trong gia đình. Chính tình yêu mà thánh nữ Elizabeth Hungary dành cho người chồng và con cái của Ngài đã giúp Ngài có được nghị lực để vượt qua những khó khăn và mất mát.